thôi, đi đi được mệt lắm ạ. Mệt lắm. Lâu rồi đi cũng mệt lắm. Bên đấy khí hậu nó có ôn hòa như hơn mình không? Nó lạnh hơn mình đấy ạ. À, quanh năm ạ. Vâng, mùa hè nó khoảng tầm 26-27 độ. Mùa hè nó gọi là mát mát. Mát rồi, chỉ có ấm ấm mùa buổi trưa này thôi, còn đến chiều lạnh, đến là bắt đầu lạnh. Đi đâu cũng phải có cái áo khoác quàng bên cạnh. Bên đấy 30 ba mấy độ là đã coi là nóng rồi. Thế là nóng rồi nhỉ? Vâng. Buổi trưa như này thì họ ra người ta phơi nắng đầy. Cứ mặc quần xịt với cả áo xịt mà ra phơi nắng. Quanh năm là lạnh. Tại vì quanh năm lạnh mà người ta cứ toàn phơi. Thế là con nhà con hương có ở trước cửa nó có đây một cái bãi cỏ rộng. Con nhà con hương chống vân thôi không ấy. Nắng như này là bắt đầu nó giải ra cái thảm ấy. Xong ra nó nắng này. Nắng dịu dịu thôi. Nắng dịu. Thế là bố nó cũng đất thường thế mà phơi nắng da nó cứ đỏ ra thì đến là thế à. Phơi nắng mà da nó cứ đỏ au ra là đẹp. Nó trắng nhưng mà chiều trắng. Cái trắng hồng như trắng hồng. Nó đỏ, xong nó phơi nắng cho nó đỏ hết cả người ra.